Chào cả nhà, hôm nay em chia sẻ với cả nhà những cây cam đang trái ở trong vườn nhà mình. Thì đây là những cái cây cam, cả nhà biết cam gì không ạ? Cam này người ta gọi là cam xả đòi ha. Cam này thì cái trái to, vỏ thì mỏng và ăn thì cái vị rất là ngọt. Và khi chín thì trái nó sẽ chuyển màu vàng rất là đẹp mắt. Đây là những cái cây cam bé bé mà đã cho trái rất là xinh của nhà mình. Đó, cả nhà thấy thích không ạ? Thì về 200 cây cam ha, thì cũng chỉ có được 4 cây là có trái thôi nha cả nhà. Cây cam bé xíu mà có trái như vậy thì cũng tương đối là hiếm ha. Thì mình chọn lọc ở trong cái vườn ra và chia sẻ nếu ai thích sưu tầm những cái cây ăn trái nào mà đang sẵn hoa và trái ở trên cây thì có thể liên hệ với mình ha. Đó, cả nhà thấy nhìn những cái trái rất là bóng bẩy, rất là cưng đúng không ạ? Mấy cái trái này là chứng minh cho cái cây này là về là mấy cái em ra chậu lớn mấy em sẽ cho nhiều hoa nhiều trái hơn. Nhiều người đi mua cây hỏi mình là chọn cho cây đực cây cái, thì thật sự cây mà để chọn được cái thì rất là khó. Thì mình chỉ có biết rằng cây nào mà đang sẵn hoa trái thì cây đó sẽ là rất là mắn đẻ trái ha.